Và trong clip tiếp theo ngày 3 tháng 5, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một cặp loa. Cặp loa này thì anh em có thể dùng để ghép vào những bộ dàn karaoke, những bộ dàn nghe nhạc hoặc là những bộ dàn xem phim. Đây là một cặp loa như anh em đang nhìn trước màn hình, rất là đẹp, màu sắc của nó nhìn rất là sang trọng, màu sắc trắng. Và cặp loa này là một cặp loa của một thương hiệu rất là nổi tiếng của Canada, đó là thương hiệu Mirage. Và bây giờ thì Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp loa này. Anh em có thể nhìn cặp loa này, e căng của nó là e căng 3 khúc đấy. Nó tương ứng với cả 3 góc đấy, e căng là e căng bằng nhựa anh em nhé. Vải của nó là vải zin. Và đây là logo của hãng Mirage. Đấy anh em có thể nhìn cặp loa Mirage mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Nó sở hữu một bát 14 cân cao su. Anh em có thể nhìn cặp loa đẹp xuất sắc luôn. Và chép của nó là chép của Mirage, chép của nó rốn màu vàng kim loại, đẹp không? Rất là đẹp. Mirage, chép của hãng Mirage. Ở bên này cũng có một cái chép của Mirage. Tức là cặp loa này ở phía trước mặt là một bát 14 cân cao su màng poly. Đấy, rốn của nó là rốn vải. Và bên hông của nó là một chép kim loại, một chép đôm kim loại màu vàng, đẹp không ạ? Đẹp xuất sắc luôn. Đấy, ở bên trái cũng vậy. Anh em có thể ghép vào bộ dàn xem phim, nghe nhạc hoặc karaoke rất là hay. Và phía sau này là logo của hãng Mirage. Và số series của nó là 010209. Và nó sử dụng cầu loa bằng giác bắp chuối. Anh em có thể đóng đinh vào tường và chúng ta có thể treo cặp loa này lên để chúng ta đấu vào bộ dàn karaoke hoặc là nghe nhạc hoặc là xem phim. Nó thể hiện rất là tốt anh em ạ. Nó hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chúng ta nghe ở cái giải trên bị thiếu. Đây là chiếc loa bên phải, đấy, e căng bằng nhựa, e căng 3 khúc. Nó tương ứng với cả 3 góc của cặp loa. Ở bên này cũng vậy, bên trái cũng có một chép đun màng kim loại, đẹp không ạ? Và phía trước mặt là một bát 14 cân cao su. Đấy, cân cao su của nó mềm nhũn anh em nhìn thấy chưa? Đẹp xuất sắc, cặp loa đẹp xuất sắc. Và bên phải này nữa cũng là một chép đôm, anh em có thể nhìn rốn loa căng đét. Đây là logo Mirage. Và phía sau cặp loa hơi bị nặng anh em ạ, bé bé mà nặng lắm. 010210, ở bên kia là 010209. Đây là một cặp loa đi đôi với nhau, cặp loa series liền kề. Đây 010209 anh em nhìn thấy chưa? Đấy, sử dụng giáp bắp chuối và anh em có thể đóng đinh và chúng ta có thể treo cặp loa này lên. Anh em có thể nhìn cặp loa này đẹp không ạ? Rất là đẹp. Quá là đẹp luôn đúng không ạ? Đây là một cặp loa mà ở trên thị trường rất là hiếm gặp đấy anh em. Và cặp loa này thì anh em có thể để trong phòng ngủ chúng ta nghe nhạc, hoặc là chúng ta ghép vào những bộ dàn âm thanh nghe nhạc, hoặc là chúng ta ghép vào những bộ dàn xem phim hoặc là karaoke. Nếu mà chúng ta ghép vào những bộ dàn karaoke thì nó hỗ trợ giải trên rất là tốt. Anh em ghép vào bất cứ một bộ dàn âm thanh nào, nó đều hỗ trợ cái giải trên cực kỳ xuất sắc anh em ạ. Với một giá tiền chỉ có hơn 2 triệu đồng thôi, anh em đã sở hữu được một cặp loa có một hình dáng rất là đẹp và có một chất âm rất là tuyệt vời từ đất nước Canada. Và bây giờ thì Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng lắng nghe chất âm của cặp loa Mirage đến từ đất nước Canada. Anh em nghe tiếng tép của nó hay không ạ? Rất là hay. Một đêm cuối nẻo một người.
từ khi quán bờ vai một mình áo dạ đường khuya bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu dấu tình anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về cặp loa Mirage. Và cặp loa này Việt Vinh bán với giá rất là tốt, với giá 2.700.000 đồng. Với một mức giá 2.700.000 đồng, anh em đã sở hữu được một cặp loa rất độc đáo. Chúng ta có thể dùng để nghe nhạc, xem phim hoặc là để hát karaoke. Và anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em.